Xin chào bác đến với kênh xe đạp, kênh review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Video hôm nay em giới thiệu các mẫu xe đạp đua full carbon Exodus Ranger, một dòng xe đạp của thương hiệu của Anh Quốc, và toàn bộ xe là full carbon toàn phần từ bộ khung đến cặp vành rồi ghi đông của Ford là full carbon toàn phần. Tông màu rất là đẹp, tông màu xanh cam cực kỳ là thể thao và rất là đẹp mắt. Cái cách thiết kế khung hộp vát ở đây, khí động học, thiết kế khí động học để cho các bác di chuyển trên đường đạt được cái tốc độ tốt nhất khi nó cản gió ở cái phần này. Đấy, thiết kế rất là thông minh, thiết kế kiểu đời mới đấy, rất là thời thượng, càng carbon rất là đẹp, càng rất là đẹp. Toàn bộ dây thì được chạy âm sườn hết, full carbon toàn phần, xe thì còn rất là mới, màu sơn các thứ còn rất là mới. Thương hiệu xe của Anh Quốc đây, các bạn có thể nhìn thấy cái logo của Anh Quốc đây, model Ranger. Yên cũng là carbon các bác nhé. Sử dụng một full một bộ group của Shimano Tiagra. Đây, đề sau, rồi đùi đạp trục rỗng, rồi đạp đĩa trước. Rồi đôi tay lắc trên, full hết một bộ Shimano Tiagra. Ghi đông carbon, ghi đông liền khối này, ghi đông của Ford liền khối này, rất là đẹp. Dẹp, thiết kế ghi đông dẹp cũng để cản gió cho các bác di chuyển trên đường này. Dây chạy âm sườn và sử dụng bộ phanh đĩa cơ của Shimano. Phanh đĩa cơ của Shimano. Đấy, và bộ cái vòng đĩa này rất là đẹp này, các bác nhìn cái vòng đĩa này. Rất là đẹp. Cặp vành carbon của Token. UAB vòng. Đằng sau đây là sau là cuối lỗ, có cuối lỗ ấy. Rất là đẹp. Ốc bắt đĩa thì là được nâng cấp bộ ốc titan này. Rồi chúng sẽ vào đo size của chiếc xe và test chuyển động để các bác xem. Có nhiều bác hay hỏi em về giá bán của những chiếc xe mà em đưa lên kênh, thì các bác ấn vào mũi tên trỏ xuống ở đây. Đó, thì giá bán của chiếc xe em sẽ đề ngay phần tiêu đề của video. Còn ngoài ra thì những chiếc xe mà ở phần giá em để chữ xôn như này, tức là xe đã bán. Còn ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh, ấn nút chuông chọn tất cả để nhận được những cái thông báo về những cái thông báo mà những chiếc xe bọn em đưa lên thì nó sẽ thông báo về điện thoại của các bác. Và mời các bác tiếp tục xem video. Size đo từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 50 cm. Từ khóa yên tới tâm cổ phốt cũng là 50 cm. Thì xe phù hợp cho các bác đi từ khoảng 1m64-65, 1m65-66 đến khoảng 75-76 đi là phù hợp. Đồ Shimano Tiagra 10 lít và 2 đĩa 20 độ khác nhau. Chuyển động rất là ngon lành, mượt mà. Và chiếc xe đang được bán với em mức giá thì cũng là 22.500.000, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác, chuyển hết 100% tiền và bảo hành 1 năm cho các bác mua xe. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975709943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng với cả nút chuông để nhận được những thông báo mới nhất về những chiếc xe khác bạn đang mua lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong video lần sau.